Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin thời sự tối ngày 11 tháng 10, chúng tôi đã phản ánh về tình trạng nước đọng kéo dài gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, khu phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào. Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này, trách nhiệm thuộc về ai và phương án xử lý ra sao? Phóng sự sau sẽ tiếp tục đề cập đến vấn đề này. Như chúng tôi đã phản ánh, không kể mưa hay nắng, đã nhiều tháng nay, 27 hộ dân tổ dân phố Phan Bôi sống cạnh đường quốc lộ 5 phải sống chung với nước thải ứ đọng ngay trước cửa nhà. Không chỉ có mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây khá nhiều khó khăn, phiền toái cho đời sống sinh hoạt và nguy cơ mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị của thị xã trẻ Mỹ Hào. Ông Chu Văn Hiểu, Phó đội trưởng đội duy tu bảo trì số 5 thuộc xí nghiệp xây dựng bảo trì đường bộ, đơn vị trực tiếp quản lý hệ thống thoát nước mặt đoạn này cho biết, hệ thống thoát nước mặt đường 5 vừa được nạo vét cuối năm ngoái, nhưng do lượng nước xả vào quá lớn, trong khi đó hệ thống này không dành cho xả nước dân sinh, nhất là nước thải của các hộ tái chế nhựa. Cái nguyên nhân mà để cái tình trạng nước ngập trên cái mặt đường ấy, đầu tiên phải nói là các hộ sản xuất kinh doanh là nghiền thải cái thải nhựa này ra cái hệ thống thoát nước này nó quá lớn. Trong cái xả thải này ra nó có cái mặt của cái nhựa, lâu ngày là nó sẽ lắng đọng và nó dồn ra cái cửa xả, nó làm gây ách tắc. Cái cửa xả này là cái cửa xả chính của cái hệ thống thoát nước dẫn dọc này anh ạ. Và cái cửa xả này hiện bây giờ là cái bùn đất nó lắng đọng, nó làm giảm cái khả năng thoát nước của cái hệ thống dẫn dọc này. Cửa xả thứ hai bên trong này là đang bị cái tiết diện bị thu nhỏ lại. Trách nhiệm của chúng tôi là quản lý duy tu bảo trì cái hệ thống dẫn dọc trên cái địa phận đường bộ. Khu vực cửa xả này là thuộc bên địa phương quản lý. Còn đây là hai cửa thoát từ hệ thống cống dọc đường 5 ra phía sau. Cả hai đều trong tình trạng co hẹp và lấp đầy. Cửa thoát này có bề mặt rộng khoảng 3 mét, nhưng hiện đã bị người dân chiếm dụng, dựng cột bê tông làm nhà xưởng phía trên, khiến cho rác ứ đọng cản trở dòng chảy. Lâu ngày lấp đầy như thế này. Tương tự như vậy, cửa thoát này cũng đã bị rác thải lấp đầy, khiến cho nước tiêu thoát chậm. Tuy vậy, nhưng lãnh đạo địa phương lại không thừa nhận. Do cái khu vực này nó trũng, sau đó là do dân xả các cái chất thải ra thì do vậy là nó không tiêu được. Nó không liên quan gì đến cửa thoát ấy lắm, chứ hai đầu nó vẫn thông. Nguyên nhân thì đã rõ, còn trách nhiệm thì chưa. Và có lẽ chính vì chưa biết trách nhiệm thuộc về ai nên rơi vào tình trạng cha chung không ai khóc. Và người dân xả ra nhiều thì phải tự chịu, dẫn đến kéo dài tình trạng này. Đáng nói là khi phóng viên đề xuất đến một hộ sản xuất tái chế nhựa để ghi hình lượng nước xả thải, nhưng chính quyền cũng không thể liên hệ được. Về phương án xử lý, cả hai đơn vị nêu trên đều đưa ra giải pháp, nhưng chỉ chung chung chứ không cụ thể thời điểm, cách thức tiến hành. Để giải quyết cái tình trạng nước ngập trên hệ thống thoát nước rãnh dọc này, đề nghị với địa phương phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ là khơi thông cái hệ thống cửa xả của hai điểm, tuyên truyền tới các hộ dân sản xuất xử lý trước khi xả ra môi trường. Về lâu dài thì phải có cái hệ thống thoát nước ra riêng cho cái khu sản xuất kinh doanh. Chính quyền địa phương thì cũng chưa có cái giải pháp, chỉ có tuyên truyền vận động các hộ gia đình phải làm tốt cái công tác là làm cái bể lắng ở tại hộ gia đình. Nếu mà có được cái chủ trương đầu tư về thì chúng tôi sẽ giải tỏa hết toàn bộ cái khu vực đó để cho nó tiêu thoát. Với phương án mà hai đơn vị đưa ra trên đây, chắc có lẽ người dân nơi đây vẫn sẽ tiếp tục phải chờ đợi.